Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân của siêu bão ở Philippines. Vatican, sau khi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật ngày 19 tháng 12, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi với người dân Philippines bị ảnh hưởng bởi siêu bão Rai với sức gió gần 200 km h giờ, tàn phá miền nam nước này vào tuần qua. Theo Hội đồng Quốc gia về Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai của Philippines, hơn 100 người được cho đã thiệt mạng bởi cơn bão, trong khi gần 2 triệu người chịu các ảnh hưởng của nó. Đức Thánh Cha cầu nguyện xin San Antonio, Chúa Hài Đồng, mang lại niềm an ủi và hy vọng cho những gia đình đang gặp khó khăn nhất và xin người truyền cảm hứng cho sự giúp đỡ thiết thực trong tất cả chúng ta. Ngài nói thêm rằng, sự giúp đỡ thực sự đầu tiên là cầu nguyện. Siêu Bảo Rai đã đánh sập hệ thống thông tin liên lạc và điện ở nhiều khu vực, làm tóc mái, hư hỏng bệnh viện, lật đổ cột điện bê tông và khiến các ngôi làng bị ngập lụt. Tổng số người chết vì siêu bão Rai được báo cáo cho đến nay là 109 người. Đây là một trong những cơn bão gây chết người nhất đổ bộ vào Philippines trong những năm gần đây, nhưng con số thiệt hại có thể sẽ cao hơn nhiều. Caritas Philippines đã đưa ra lời kêu gọi giúp đỡ các cộng đồng bị tàn phá bởi siêu bão Rai. Cha Antonio Lapiao, thư ký điều hành Caritas, cho biết nhiều giáo phận ở vùng Visayas và Mindanao đã bị tàn phá bởi cơn bão. Cha nói, Họ cần góp vật liệu trú ẩn, thức ăn, nước uống và thuốc men. Đó là lý do tại sao chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ của quý vị. Báo cáo của Casitas Philippines cho biết ít nhất 10 giáo phận đã bị tàn phá bởi cơn bão. Báo cáo ban đầu cho biết tổng giáo phận Shibu và các giáo phận Tapilaran, Maazin và Surigao được coi là bị thiệt hại nghiêm trọng. Cha Labiao nói, chúng tôi đang gửi lời kêu gọi này đến tất cả mọi người. Khi chúng ta chuẩn bị cho Giáng sinh, chúng ta đừng quên các gia đình Philippines, đặc biệt là trẻ em, những người đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão Odette, tên địa phương của bão Rai. Cha nói thêm, chúng ta hãy kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô bằng lòng tốt, lòng trắc ẩn và sự quảng đại của chúng ta. Một số giáo phận đã tổ chức lần quyên tình thứ hai trong các thánh lễ Chúa Nhật 19 tháng 12 để tăng cường phản ứng khẩn cấp của giáo hội. Bên cạnh việc gửi hỗ trợ, Caritas Philippines cũng sẽ giúp các giáo phận tiến hành đánh giá nhanh.